Thưa quý vị, một củ xoài rừng khoảng 300 năm tuổi ở xã Gành Dầu, thành phố Phú Quốc luôn khiến khách du lịch tò mò, thích thú tìm đến để chiêm ngưỡng nét đẹp độc lạ của cây. Điều đặc biệt là trái của cây xoài cổ thụ 300 năm tuổi này có thể nấu các món ăn như canh chua, lẩu chua, cá biển hoặc trộn gỏi cá khô đều rất hấp dẫn. Phú Quốc ngay lúc này đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm, do đó đến xã Gành Dầu, ngoài mặt nước biển xanh trong êm đềm, du khách còn mê mẩn chiêm ngưỡng và check-in bên cụ xoài rừng cổ thụ được người dân tương truyền có 300 năm tuổi ở nhà hàng Gió Biển, ấp Chuồng Vích, xã Gành Dầu. Cây mọc ở vị trí cách mé biển khoảng 100m và cũng ít nhiều chịu sự ảnh hưởng nước biển nhưng lại có sức sống mãnh liệt. Hồi xưa cô đến đây hồi năm 2000, từ khi cô đến đây thì cây xoài này đã có rồi. Cây xoài này gọi là cây xoài quéo. Thì cái trái nó giống như là cái xoài cốc vậy đó. Thì từ lúc cô ở đây là hàng năm nó đều có trái xoài chua chua. Nó chua, tại vì cái cây rừng thì nó chua dữ lắm. Nhưng mà từ lúc mà sau này hình như là mấy năm nay không có trái. Rồi không biết sao nữa. Đến chiêm ngưỡng cụ xoài cổ thụ 300 năm tuổi này, du khách dễ dàng cảm nhận được sự hùng vĩ của cây. Cây có dáng thẳng đứng cao hơn 30m, nhánh xoài rộng khoảng 15-20m và hoành thân gốc cây có chiều dài khoảng 4,5m. Đặc biệt, vỏ cây rất xù xì, nhánh cây phủ đầy rêu và các dây tầm gửi. Trông vừa cổ kính vừa mang nét bí ẩn rất thu hút. Dù đã cao niên nhưng cụ xoài vẫn rất sai trái. Trái xoài nhỏ chua, khi chín ăn có vị ngọt thanh và thơm nhẹ. Thấy cái cây nó đẹp, rồi khách du lịch đến đây ai cũng chụp hình hết trơn á. Kiểm lâm cũng đến đây chụp hình á, rồi nó đo rồi mình nghe nói là kiểm lâm nói là cái cây này là khoảng 300 năm. Mở nhà hàng Gió Biển, bà Điệp lại sáng kiến tận dụng độ chua thanh của trái xoài nấu lên những món ăn như canh chua cá biển, trộn gỏi xoài cá khô đều rất cuốn hút khách. Có lẽ vậy bà càng quý và ra sức bảo vệ, gìn giữ, chăm sóc cụ xoài nhiều hơn. Một tuần thì anh sẽ tưới nó khoảng 2-3 lần. Hai ngày anh tưới một lần nó, vì nó cũng lâu rồi, cũng 300 năm rồi, còn thấy nó cũng mạnh. Ông Phạm Hữu Kiệt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gành Dầu xác nhận địa phương có cây xoài rừng sống lâu năm, cao to, vỏ cây xù xì. Về việc xác định tuổi của cây, ông Kiệt nói cần có cơ quan chuyên môn hay chuyên gia thẩm định cụ thể. Cây xoài rừng thời gian qua cũng là điểm nhấn thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan, chiêm ngưỡng và chụp ảnh.